Lâu lâu em lại về cho các bác một chiếc xe để gọi là cho những anh em nào thích đi phượt, đi địa hình. Một chiếc xe rất là ngon lành, cành đào đến từ thương hiệu Suzuki. Và đây là một mẫu xe địa hình với dung tích xi lanh cực kỳ nhỏ, động cơ máy 1.6, nên là các bác đi đường dài, đồi đèo thì cũng không phải lo đến chuyện tiết kiệm nhiên liệu lắm. Và dòng này nó là vua của những cái dòng xe địa hình cỡ nhỏ các bác ạ. Vâng, đương nhiên Parezo là một cái dòng xe vua địa hình cỡ lớn rồi, còn đây là một dòng vua của địa hình cỡ nhỏ với dung tích động cơ máy 1.6, kiểu dáng nhỏ gọn nên là chiếc xe này có thể vượt mọi các địa hình khó khăn gồ ghề, đồi núi ok. Và cái dòng này ở những cái cuộc đua Adventure Approach này này thì dòng này bao giờ cũng là nắm top đầu luôn ạ. Vâng, và đây là một chiếc Suzuki Vitara sản xuất năm 2006, đăng ký lần đầu năm 2007, xe còn ngon cứng luôn. Có mỗi cái màu sơn này nói thật là em không thích lắm, nhưng mà bác nào mà yêu con này với cái màu sơn này thì hợp lý luôn đấy ạ. 2006 đăng ký lần đầu năm 2007, chạy hơi nhiều một tí 40 vạn rồi, nhưng mà cái ghế nỉ của xe là còn nguyên đấy, điều hòa mát đã được độ lên màn hình đấy, cầu số hoạt động hoàn toàn bình thường. Và em này thì đăng kiểm đến tận 2024, xe còn ngon cứng luôn và cam kết là không có lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước, máy số êm thì thầm luôn. Và đây là một chiếc xe đã được độ bộ cản nhá, độ bộ cản để chống va đập, nên là riêng chiếc xe này thì các bác đi là yên tâm là không phải lo va chạm đâm đụng gì rồi. Biển 19 Phú Thọ 01274. Bác nào mà yêu thích cái dòng xe Suzuki Vitara, đặc biệt là những chiếc xe như thế này, thì các bác có thể là qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô xem xe trực tiếp và ring em này về luôn. Em này thì mang màu sơn gọi là đen xanh nhá, chứ không phải là màu đen đâu nhá, cũng rất là khỏe khoắn, chắc chắn luôn. Dàn lốp của chiếc xe thì rơi vào tầm khoảng 80%. Đấy, dàn lốp 80%. Và cái lốp này thì các bác về thích thì có thể là thay độ lên bộ lốp chuyên biệt dành cho những cái dòng xe địa hình, hoặc là cứ để nguyên cái dòng này các bác chạy thì rơi vào tầm khoảng 5-7 năm không phải lo thay lốp. Dàn la răng đúc, đấy, la răng này, với phanh đĩa bánh trước và đằng sau là phanh tang trống. Nội thất ghế nỉ của xe là còn nguyên luôn, mà đến bây giờ thì ghế nỉ nó vẫn còn sạch sẽ, không bị lỗi lầm tí nào. Đấy các bác nhìn nhá, ghế nỉ nó còn đẹp như thế này. Đấy, và vô lăng 4 chấu, đấy, có logo này. Còi thì hơi nhỏ một chút, còn em này thì chạy được 40 vạn rồi. 40 vạn và vô lăng như thế này, tình trạng này nên là em bán cái giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Một mức giá vô cùng phải chăng dành cho những người có điều kiện kinh tế vừa phải, nhưng mà lại muốn mua một chiếc xe địa hình để đi lại cho nó sung sướng cuộc đời. Gọi là mình đam mê, bộ môn đam mê. Cái con này thì cửa cái này là nó đang có vấn đề, cái chốt khóa cửa này. Thì cái này thì em sẽ kiểm tra sau cái video này. Cái chốt khóa cửa này là nó hơi bị chặt, chứ không phải là bị làm sao cả, nó hơi bị chặt chốt thôi. Đấy, xe chặt chốt đấy, cửa cái phần cửa này này nó bị chặt chốt với cái này thôi, không vấn đề gì các bác nhá. Cái này thì em sẽ sửa ngay sau video này. Kính điện 4 cánh, đấy, kính điện là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và ở đây thì chỉ thấy hai cánh đúng không các bác? Thì là đây này, mình sẽ mở cánh ở ngay đây, hai cái nút ở giữa này. Vâng. Một mẫu xe thể thao địa hình đường trường 2006, đến bây giờ là được 17 năm rồi, chạy được 40 vạn nhưng chất xe vẫn còn cứng, và xe thì đảm bảo các bác là không có đâm đụng, không đâm đụng ngập nước nhá. Nội thất đẹp, căng sạch sẽ luôn. Đấy, bác nào mà thích mua một chiếc xe cứng cáp, muốn mua một chiếc xe khỏe để đi gọi là vượt núi băng rừng, và đặc biệt là các bác bộ đội hay là các bác nào mà hay trực ở những cái khu vực đồi đèo ấy, các bác mua con này đi thì rất là yên tâm, vì là vượt đi địa hình thoải mái, dốc giữa các thứ là không phải lo, không bị yếu máy. Mặc dù là máy 1.5 nhưng mà chiếc xe này thì nó rất là khỏe, có thể luồn lách rồi có thể là leo dốc, leo các đường gồ ghề khó khăn là ok. Đấy, một mẫu xe thể thao địa hình rất là yên tâm luôn. Và cái dòng này thì nó cũng như kiểu dòng UBAT thời xưa đấy ạ. Vâng, nó rất là bền và xe thì chất cứng luôn. Đấy, lốp treo kiểu dáng thể thao. Đấy, xe còn cứng nét luôn nhá, và không lỗi lầm. Một chiếc Suzuki Vitara đời 2006. Đấy, nói chung là thực sự là với cái tầm mức giá hơn 100 triệu thì cũng rất nhiều cái dòng xe, kể cả là Parezo. Thế nhưng mà với một chiếc xe địa hình cỡ nhỏ, với một chiếc xe mà để mà đi các cái địa hình khó khăn gồ ghề mà mức tiêu thụ nhiên liệu là phải ít, thì sự lựa chọn Parezo vẫn là Vitara vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Dòng này thì đồ nghề thay thế rất là đơn giản, vì đây là một chiếc xe của Nhật Bản được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nhà mình thôi, chứ không phải đi đâu xa cả. Đồ thì thay thế ok,
Đấy, cần cái gì cũng có nhá, không thiếu một cái gì. Cột kèo keo chỉ là bên em Vũ Duy Auto đảm bảo cho các bác là zin tuyệt đối luôn, nguyên bản và không có đâm đụng gì cả. Đấy, chất xe tổng thể là xe tương đối là cứng luôn. Sơn sườn tôn vỏ là cứng nét. Và con này thì được cái là đăng kiểm còn dài. Đấy, tất cả các cái máng nước mưa, dẫn hướng các thứ của xe là còn ngon nguyên. Và form xe thì cũng là một chiếc xe rất là thể thao, đã được độ mui hốc gió của cái dòng turbo. Bên dưới này thì đèn này là đèn zin. Đấy, đèn zin này. Và cái này là đèn kính nhá. Cái này là bằng kính, không phải bằng nhựa đâu. Vâng, của xe là còn nguyên luôn. Và xe thì đảm bảo cho các bác là bao chất luôn. Em này thì là được độ thôi, chứ còn không phải là cái dòng mà được chủ cũ người ta đi địa hình nhiều. Thế nên là đâm ra là chiếc xe thì rất là đẹp và hầm hố. Nhưng mà nó không phải lo đến cái chuyện là xe người ta đi nhiều thì gọi là như kiểu đi nhiều như phá. Đây là không có đây các bác nhá. Vâng. Và chất xe thì tổng thể của xe thì cũng rất là ok. Đặc biệt kể cả cái phần bể để chân này. Đấy, cái phần để chân rất là chắc chắn luôn. Cái dòng này thì mở cốp nó ở đây nhá các bác nhá. Đấy, mở cốp đây này. Đây, nó có móc ở đây. Đấy, mở cốp nhẹ nhàng luôn. Và nó riêng cái dòng Vitara nó lại mở cốp bên này, chứ nó lại không phải là mở cốp ở bên lái bên tài như những cái dòng xe khác. Đấy, một dòng xe rất là độc và lạ luôn. Em mở sẵn cabo lên, sau đó thì tí nữa ta sẽ cùng nổ máy kiểm tra nhá. Em này thì động cơ của nó là 16 van cam đơn. Đấy, 16 van cam đơn một chục cái này. Và máy của chiếc xe này là một chiếc xe mà được máy có nén mở các cái cửa hút gió vào. Thế nên là cái dòng này máy nó rất là khỏe, máy 1.6 nhưng mà lại rất là êm, vừa êm này, vừa khỏe này. Đấy, và đề nói chung là tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, dòng này thì máy rất là ổn định luôn, đặc biệt là bộ làm mát của xe trông cái này thôi nhưng mà rất là bền bỉ. Đấy, rất là bền bỉ luôn. Máy em này thì đã được bảo trì bảo dưỡng trung tu rồi. Thế nên là các bác yên tâm là không phải lo lắng đến chuyện là kém hay là nhờ hơi yếu hay là gì nhá. Máy rất êm và khỏe luôn. Đấy, còn đèn ở chiếc xe là được độ đèn lên đèn led rồi. Đấy, độ hết lên rồi. Và chiếc xe này thì gốc của xe là màu sơn xanh, xanh quân đội đó. Thế nhưng mà bây giờ được độ thêm màu sơn xanh đen. Vẫn là mang màu xanh nhưng mà xanh đen. Nên là các bác đi những cái chiếc xe như thế này rất là khỏe khoắn và độc đáo luôn. Giá tiền em này chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác nhá. Hơn 100 triệu thôi ạ. Vâng, rất là ok luôn. Dàn lốp của chiếc xe thì đang sử dụng lốp 225-70 la răng 15. Với cái lốp này thì cũng rất là dày. Thế nhưng mà cái dòng này thì nó không phải là lốp chuyên dùng cho cái dòng xe địa hình, mà chỉ là dòng lốp để chuyên dùng đi đường thường mình thôi. Còn nếu các bác mà muốn dòng lốp mà rãnh to, la răng to rồi ta lông dày á, rãnh dày, thì các bác có thể là thay một quả lốp ấy, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 3 triệu thôi. Một dàn như vậy là hết 12 triệu đồng. Đấy, là rất là ok luôn. Gầm em này thì đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm nó sáng và đẹp, không có mục mọt tí nào nhá. Xe rất là sạch sẽ, mục mọt. Gầm sàn đây này, sàn này, sàn nỉ của xe là còn ngon nguyên, không hề lỗi lầm. Và bây giờ thì em sẽ đề nổ chiếc xe này các bác nhá. À, con này thì đấy. Đấy, máy êm thì thầm luôn, tua thấp, máy êm và không hề lỗi lầm. Gạt mưa gạt kính thì úi giời ơi, sao nó lại nhẹ nhàng thế. À, cái này là cái kiểu zip kính mà nó không có cái chất bôi trơn ở nước ấy. Thế nên đâm ra là nó vậy chứ còn không vấn đề gì. Đèn này đây, em bật đèn sẵn lên cho các bác rồi. Đấy, có màn hình này, có cam lùi. Đấy, có cam lùi cho các bác đầy đủ luôn nhá. Mà cam rất là nét luôn. Màn hình này là màn Android. Đấy, nói chung là cái màn này cũng hơn 2 triệu rồi. Cũng được rất là tiền, nhiều tiền. Và cái điều hòa của xe là điều hòa cơ thì nó rất là mát. Mặt táp lô xe là sạch sẽ luôn, không hề có tí lỗi lầm nào. Và em này là một chiếc xe hai cầu các bác nhá. Hai cầu hoạt động hoàn toàn bình thường. Cầu số thì lên gọi là cầu, người ta gọi là cầu cứng ấy, thì là các bác sẽ dừng lại và thao tác, chứ không như là những cái dòng có thể là tự động như là Parizo. Nhưng mà cái cầu của cái dòng này thì chạy rất là ok. Đấy, rất là khỏe luôn. Đấy, kính điện 4 cánh này, xe còn ngon cứng luôn. Và không hề lỗi lầm. Đây, kính này, lên xuống nhẹ nhàng. Đấy, có phim cách nhiệt đầy đủ nhá. Và các bác đi những cái dòng này thì cực kỳ là yên tâm. Đây, máy nổ êm thì thầm luôn này. Đấy, động cơ máy của chiếc xe rất là êm luôn nhá. Không hề có lỗi, máy được bảo dưỡng định kỳ hết rồi, làm rồi. Nên là về này, các bác cứ yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì. Đây, mở lắp dầu này. Đây, mở lắp dầu này. Đấy, các bác thấy ạ, không có một tí hơi thừa, hơi khói nào nhá. Không có dầu mỡ bắn ra, không hơi thừa, hơi khói. Đấy, máy rất là ok luôn. Và con này sử dụng động cơ 4 máy 1.6 ăn xăng rồi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 cây thôi. Đấy, sờ vào đây xem là cái này nó có ấy không nhá. Cái này thì vừa mới chạy xong nên là em khuyến cáo để em mở cho các bác xem thôi.
Thế còn cái này thì cũng khuyến cáo là nếu mà xe đi đường trường, đường dài thì không nên mở. Đây các bác nhìn này, không có tí bọt khí, không có tí ấy nào đâu nhá. Đây là mình mới đi đi ít ấy, thì mình hãng mở. Còn nếu mà mình đi nhiều đừng có dại, mở vào nó nổ cho bung mặt luôn đấy. Vâng. Rất là ok nhá, máy ngon, xe cứng luôn. Đấy, đèn pha led cao cấp và sáng choang luôn. Và xe thì cam kết đảm bảo cho các bác là không có lỗi lầm nhá. Không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, dàn đầu của xe là còn ngon nguyên. Và nói chung là về chất máy, đấy, quan trọng nhất là chất máy thì chiếc xe này là máy ngon luôn. Đấy, động cơ máy của Nhật Bản nhá, nhập nguyên cục luôn, về Việt Nam sản xuất và lắp ráp chứ không phải là lắp ráp ở Việt Nam mình nhá. Và em này là được sản xuất bởi công ty Suzuki Moto Nhật Bản. Đấy, động cơ máy cực kỳ bền bỉ luôn và máy chất luôn. Đấy, các bác nào mà yêu cái dòng Suzuki Vitara, muốn mua một chiếc xe giá rẻ để mà đi lại cho nó yên tâm và gọi là tránh mưa tránh nắng cũng như là phục vụ cái đam mê của mình á, thì đây là một sự lựa chọn cho các bác. Đấy, xe còn ngon cứng và cam kết là không có lỗi lầm, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Và chất xe thì là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản nên độ bền bỉ của nó thì rất là ok. Đấy, các bác đi những cái dòng như thế này, nhỏ gọn xinh xắn như thế này thôi nhưng mà được cái luồn lách tốt và chi phí sửa chữa bảo dưỡng định kỳ cũng rất là nhẹ nhàng, không hề bị khó khăn một tí nào. Đấy, đồ nghề thay thế thì cũng rất là nhiều. Và em này thì đã được lên tem Suzuki Vitara rồi. Đấy, bác nào mà yêu thích cái dòng xe Suzuki Vitara, muốn lựa chọn một chiếc xe ngon lành cành đào, muốn mua một chiếc xe giá rẻ thì qua bên em Vũ Duy Ô Tô xem xe và trải nghiệm luôn. Nhà em thì có hai em, một em Vitara 2006 đăng ký 2007 là chính là chiếc xe này, và một chiếc xe màu xanh quân đội đời 2007. Đấy, thì là trước 2007 thì em sẽ bán cái giá là khoảng một, chưa đến 200, nhưng gọi 198 triệu đồng. Còn chiếc xe này thì em bán cái giá là 158 triệu đồng các bác nhá, giảm hơn 40 triệu đồng. Và 158 triệu đồng thì thực sự cũng là một cái mức giá rất là hời cho mọi nhà. Đấy, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Duy Ô Tô. Nhiều bác chê đắt thì các bác cứ phân tích đi, thị trường như nào, tiền nào của đấy các bác nhá, chứ không phải là nhiều lúc lại nhiều người cứ nhìn vào xe trong phán giá như đúng rồi nhưng thực sự là thị trường là không bao giờ mua được. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.